Ê, cậu cơ hình tính lên chơi đi. Điên hả mày, tính mới mất tối qua mà. Vậy nó mới lên. Nhưng mà tụi bay muốn hỏi cái gì? Hỏi nó xuống ngày mai đi. Coi nó về con gì. Hôm qua tao mộng vui tao thấy tao trúng số. Tỉnh dậy ra tao ngồi dưới bếp. Quỷ ma thần thánh nơi này hiện lên cho hỏi chuyện đời trần gian. Ê, coi chạy kìa, coi chạy kìa. Mày có phải là Tính không? Đúng nói tụi bay ơi. Ê Tính, ngày mai đề về con gì vậy? Một 11 đánh con 11. Ê, cho tao hỏi câu nữa được không? Nửa đêm mày lên mày phải đồ chi cho mày té lộn cổ vậy? Tao bị xuất hết. Mày làm gì vậy con? Tính nó đang nói mà. Ê, cậu cơ con Tính lên lại đi. Mày cho tụi bay số rồi tụi bay còn muốn cái gì nữa? Mày làm gì Tính đúng không con? Là sao Thành? Mày không thấy mặt nó đang sợ hả? Mày làm gì Tính đúng không? Không phải tao. Vậy thì cậu cơ con Tính lên, ba mặt một lời. Tụi bay thích thì tụi bay làm đi, tao không có làm đâu. Quỷ ma thần thánh nơi này hiện lên cho hỏi chuyện đời trần gian. Đang là người đẩy con Tính rớt từ lầu 3 xuống trong lúc nó đang mộng du đó. Tối qua tao có phơi đồ nên tao thấy hết trơn. Thằng Đang nó mộng du mà, nó có tội đâu. Thôi con vô đây dạo mày biết cái gì đi. Tao biết. Chúng tôi là hai chị em sinh đôi. Ai là vợ của nạn nhân? Tôi. Hiện trường nạn nhân bị ngã từ cầu thang tầng 3, chấn thương não dẫn đến ngưng tim. Khổng té trong lúc tôi đi làm á. Anh check camera ở shop hoa sẽ thấy. Anh check camera cũng sẽ thấy tôi. Tại vì tụi tôi đi làm chung ở shop hoa mà. Hai vợ chồng cô được biết rất là hạnh phúc. Nhưng cô là người không thể có con. Đúng. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi là thủ phạm. Muốn có con á thì tìm người để thuê, dễ mà. Tại hiện trường không có dấu hiệu của ẩu đả, chứng tỏ hung thủ phải là một người rất thân với nạn nhân. Các anh làm nhanh để tụi tôi còn về. Có một đám cưới rất lớn vào ngày mai cần chuẩn bị từ tối nay. Thôi khỏi đi chị, nhà kia còn hủy đám cưới sáng nay rồi. Chắc lại phát hiện có đứa ngoại tình chứ gì. Tôi đã biết ai là hung thủ. Tụi tôi có bằng chứng ngoại phạm. Các cô có mặc đồ giống nhau không? Tụi tôi là chị em sinh đôi mà, mặc đồ giống nhau là bình thường. Chúng tôi đã check camera, đúng là trong tiệm hoa đều có mặt cả hai, nhưng không lúc nào có mặt cả hai cô cả. Lúc có cô chị, lúc có cô em. Rất có thể một người đã thay đồ để đóng giả cả hai người. Cái anh không có bằng chứng. Dễ thôi, bằng chứng đang ở trên áo của một người, đó chính là phấn hoa. Nó sẽ dính trên người của một người mà thôi, bởi vì thật sự chỉ có một người có mặt ở tiệm hoa. Đừng cứng đầu nữa, ai là hung thủ? Tôi phát hiện nó ngoại tình. Chị hai. Thôi đến đây được rồi, dù gì thì em cũng thoát khỏi được cái thằng khốn nạn đó. Ban đầu nó biết em tôi vô sinh nhưng nó vẫn đòi cưới cho bằng được. Giờ lại kiếm cái cớ đó để cặp bồ. Điều khốn nạn nhất là nó không cho con bé ly dị, bởi vì nó sợ phải chia tài sản. Nhiều lúc nhìn một gia đình đổ vỡ không đáng sợ bằng nhìn một gia đình lúc nào cũng hạnh phúc. Nhỏ đó là chiến thần review á. Chỉ vì cô ta lên clip review xấu quán ăn mà ra tay với cô ta. Không hề, mỗi người một gu. Đối với một người là ngon á, người kia dở thì đó là chuyện bình thường. Tôi chả quan tâm. Nhưng con mất dạy này nó tống tiền, nó đặt điều. Nó nói á, nếu mà tôi không đưa tiền cho nó sẽ đi reel ra những cái tin xấu để làm mất hành danh quán phở 50 năm của tôi á. Và tôi nói anh nghe, con nhỏ này phải là con nhỏ đầu tiên làm mấy cái chuyện mất dạy này đâu. Thì ok, tôi mời nó qua quán phở nhà tôi dùng thử. Tôi mời nó đi tham quan cái nồi nước lèo khổng lồ của nhà tôi. Cái nồi này phải đi lên thang mới nhìn xuống được nha. Tôi tiện tay tôi đẩy nó xuống, cứ tưởng là nồi nước lèo nó sẽ ngon hơn. Ai ngờ nó thúi như cái nhân cách của nó vậy. Uổng cái nồi phở nhà tôi. Ai bắt con tôi rồi? Cứu con tôi với. Mấy chú cứu con tôi với. Con chị mấy tuổi? Tên gì? Tôi không nhớ, nhưng mà nó cao khoảng chừng này nè. Nó là con trai hay con gái vậy chị? Tao không biết, bớt bao nhiêu công sức tao mới có được con. Cộng đồng mạng ai cũng thương gia đình tao, có con đâu có dễ, đâu phải muốn có là được. Tao đau thiệt mà, tao khổ thiệt mà. Tụi bay phải tin tao, trả lại con cho tao, gặp ơn. Trả lại con cho tao đi. Có một cô gái đang bị bắt cóc trong khu phố Nguyễn Hoa. Từ năm 2020 tới giờ, mỗi ngày cô gái ấy đều đặt đồ. Tôi giao không nghỉ một ngày nào hết á. Tự nhiên tới hôm nay, tôi điện, cô không có bắt máy. Tôi điện mười mấy cuộc luôn. Xong cuối cùng có một giọng nam lên tiếng, nói tôi đợi một chút xíu. Xong ổng ra lấy hàng. Lúc ổng ra, ổng chỉ mở cửa hé thôi à. Xong ổng thò tay ra chứ không có mở hết cửa. Tôi mới hỏi cô gái kia đâu rồi. Ổng mới nói là cô ấy đang ở dưới bếp. Xong tôi mới nhanh trí la lên một cái, coi cô ấy có trả lời hay không. Lazada sale tới cuối tháng nha, sale tới 50% lận á. Nhưng không nghe tiếng cô ấy trả lời. Xong tôi mới la lên, hoàn tiền 50% đến 500k lận. Xong tự nhiên tôi nghe tiếng bể của một người sạch. Người đàn ông thò tay ra đẩy tôi ra, xong đuổi tôi về. Vô tình cánh cửa bật ra, tôi thấy một vết đỏ kéo dài dưới sàn xuống tới tận nhà bếp. Tên cô gái đó là gì? Lan Ngọc.
Mẹ có tự hào về con không? Con muốn đẹp lắm á. Mẹ con đi rồi, chú là bác sĩ tâm thần của con. Con đâu có bị bệnh đâu bác sĩ. Con muốn đẹp lắm á. Con có ba giải nhì múa toàn thành phố luôn á bác sĩ. Không có ai làm được như con đâu. Con cũng là người duy nhất được chọn vào vai Thiên Nga Đen. Và sắp tới con được lưu diễn toàn thế giới luôn á bác sĩ. Mẹ con nói con không được để cho mọi người thất vọng. Một ngày con chỉ được ngủ có 2 tiếng thôi để tập múa cho thật đẹp. Nhưng mà tuần trước á, lúc đang đi xe, có xe tải tông vô con mất 2 chân. Con không múa được nữa, con không thể trở thành Thiên Nga Đen được nữa. Con không thể hoàn thành giấc mơ của mẹ con. Nghèo thì đừng có đòi cưới người đẹp. Ngày 8 tháng 3, nạn nhân chính là bạn trai của cô được tìm thấy đã mất trong hộp quà. Mới đầu, tôi cứ nghĩ đó là đại gia, ngày nào cũng thấy đi bar, đi xe sang. Nói thật, con gái đứa nào chả muốn lấy chồng già. Không phải vì tham lam, mà những đứa con gái đẹp như tôi thì có nhiều sự lựa chọn. Ngu gì mà không chọn cái tốt nhất. Tốt như vậy, tại sao cô lại ra tay với ông? Nó lừa tất cả mọi người. Nhìn nó giàu vậy thôi. Công ty to, xe sang, nhà thì lớn, nhưng nó nợ ngập đầu đó. Lúc nào cũng bị chủ nợ dí. Tôi nghĩ nó giàu, nên tôi cưới vội. Chứ không con khác nó lại dặn. Cưới xong thì thằng chủ nợ nó dí qua tới tôi. 8 tháng 3 tôi định bỏ nó, nhưng mà nó nói có bất ngờ cho tôi ở nhà. Về tới thì tôi thấy nó để một hộp quà to đùng ở giữa nhà. Mở ra thì thấy nó nằm trong đó. Nó còn nói anh là món quà của em. Ok, tôi kêu nó nhắm mắt lại. Tôi cũng có một món quà bất ngờ cho nó. Rồi tôi lấy con mô hình Virix tác động vô đầu chúng, cho tới khi nó không còn dễ dụa nữa, rồi nhét nó vô hộp quà. Tôi có làm gì sai đâu. Nó nói nó là quà của tôi mà. Con mới có 7 tuổi à. Đây là một thủ phạm đa nhân cách. Nó đáng bị như vậy. Tổng cộng cô có bao nhiêu nhân cách? Ba, một bé gái 7 tuổi, một nhà thiết kế thời trang 30 tuổi. Và tôi, một thẩm phán 50 tuổi. Cái cô thiết kế thời trang cô làm á mấy chú. Cô ghét bồ cô lắm. Tại vì bồ của cổ có người con gái khác á. Bộ phận sinh sản của bạn trai sau đó cột nạn nhân lại bằng phần đầu bằng dao trái cây. Nó phải chịu đựng nữa đâu, mà nó đang phản bội tôi á. Cha của cô đã từng là một người phản bội đúng không? Hồi đó con bị nhiều lắm chú ơi. Khi một người đàn ông đã để tình yêu của họ ở một nơi khác thì gia đình chỉ là một vật ngán đường. Họ chỉ muốn đá đi bằng cách hèn hạ, đó chính là đẩy vợ con của họ vào đường cùng, để rồi người nói chia tay không phải là họ. Thế là danh chính ngôn thuận có được tình yêu mới. Mới đầu nó còn giấu giếm tôi, về sau nó nhắn tin gọi điện thoại trước mặt tôi luôn. Nó còn nói là tôi bị khùng, suy nghĩ lung tung nữa. Tại sao cô nghĩ mình có quyền làm điều đó? Con sợ lắm, tôi đau lắm, nó ác lắm. Nghề của tôi là trang điểm cho người đã mất. Còn tôi thì trang điểm cho người còn sống. Thú vị, mà cậu biết không, người đã mất họ ngoan lắm nha. Muốn làm gì thì làm mà. À, họ cũng biết nói chuyện nữa nha. Buồn ghê gì chị. Có người tự chảy nước mắt khi thấy người yêu của mình tới. Có người thì thổ huyết khi thấy người hại mình. Còn đối với những người không nhắm được mắt, chắc chắn họ có một di nguyện nào đó chưa được hoàn thành. Mà nói chung á, làm đẹp cho người đã mất cũng dễ, nhưng mà đôi lúc tôi cũng gặp những ca khó. Có người á được nhặt lại từng mảnh ở hiện trường đụng xe á, mặt mũi lung tung hết, thấy ghê lắm. Việc của tôi lúc này á chỉ làm cho người thân của họ đỡ đau lòng nhất thôi. Nhưng hôm nay tôi có một ca khó nhất trong sự nghiệp của mình. Cái cơ thể đó tan nát hết rồi hả chị? Không, cơ thể đó rất đẹp, đó là cơ thể của tôi. Cậu giúp tôi nhé.